Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio làm cái clip để dựng một cấu hình array đơn cho một bác khách lấy hai đôi bát, hai đôi chân cần và cả tép kèn. Cấu hình này là chuyên đi đánh sự kiện. Ai muốn nâng cấp dàn mà muốn tiếng ra sáng thì hãy lấy cặp bát neo mà xịn của bên Tùng Nguyên Audio. Cái combo này mà lắp array 40 thì Tùng Nguyên được bao hay và bao khỏe cho tất cả các bác khách hàng. Bát 40 neo từ trắng nguyên khối này nó sẽ khỏe hơn công suất so với tất cả các loại neo ở trên thị trường gấp rưỡi, và côn của nó côn 76, em nói rõ ràng là như thế vì từ của con này sẽ to hơn các loại neo khác. Và hôm nay các bác cùng theo dõi sản phẩm bát 40 neo liền khối. Đây là bộ mạch phân tần có mã là tím 2, chạy 3 con trở nhôm màu tím, và phân tần của nó là một bát và một chiếc kèn. Một bát, một chiếc kèn nắp array các bác nhé. Và đây là cặp bát 40, củ từ là 131. Các cái loại từ neo bình thường thì từ của nó ở bên trong côn từ 74,5 thôi. Còn con này từ neo củ của nó rất là to, các bác biết rồi đấy. Nó bắt từ 107 và từ 109 nó sẽ khác nhau về giá thành và khác nhau về công suất. Đấy các bác nhé. Và đây là con này là côn 76. Côn 76, xương cá, màng đằng sau sần, bit thép của nó 7 màu. Hiện tại giá cặp bát này là 4,3 triệu. Còn nó sang đầu năm mới mà giá có thay đổi như nào thì lại còn báo sau. Còn nó cứ nhập về nô nào thì cứ báo giá nồi cho nó dễ các bác nhé, cho nó thoải mái đi. Từ neo liền viên, từ neo liền khối, củ từ là 131, côn 76. Dòng này của nó côn 76 và con này là cực kỳ là hay, tiếng sáng. Màng của nó được sơn dầu bóng, bóng rất đều luôn. Và gân vải tẩm dầu nó hai gân. Đấy, đây là hai cặp bát 40 neo chuyên để nắp array. Các bác thấy kỳ này em rất ít ghi review nó mẫu này, vì mẫu này đợt này array thì nó dịch giã các bác cũng chậm, nhưng sang năm tới đây mà dịch giã nó hết thì các bác cũng lại lấy rất là nhiều loa bát. Và đây là cặp tép neo 750 liền khối của BNC. Loại này nắp nhôm và trong của nó là chạy viền đồng. Và cái nón của nó là nón bằng kim nọ chứ không phải là nón nhựa. Chạm nhúng màu vàng và tép neo của nó liền khối. Bộ này đồng bộ là liền khối. Đều là những dòng sản phẩm chất lượng của công ty. Tép neo liền khối. Loại con này côn 750. Một combo này, ví dụ như các bác muốn nắp array một đôi bát, một đôi tép, một đôi phân tần sẽ có giá là 7,7 triệu một bộ combo, được Tùng Nguyên bao ship. Và hôm nay Tùng Nguyên Audio xin chào và hẹn các bác trong clip mới nhất. Và các bác xem video đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ kênh của Tùng Nguyên Audio nha.